Tử vi cung bọ cạp tháng 7 năm 2020. Tử vi 12 chòm sao cho thấy bọ cạp sẽ gặp khó khăn trong công việc, thậm chí là bạn phải nghĩ đến ý định thôi việc hoặc chuyển sang một hướng khác. Tuy nhiên thì đứng trước những quyết định này, bạn cần phải cân nhắc thật kỹ bởi trong tháng này, cơ hội đổi công việc của bạn cũng không cao đâu. Nếu bạn đã quyết định nghỉ việc, đừng vội lao đầu vào công việc mới, hãy dành thời gian đi du lịch đó đây để cho đầu óc và tinh thần thoải mái. Từ đó thì chòm sao này cũng có những khoảng tĩnh để suy nghĩ về những mong muốn cũng như mục tiêu của mình sẽ thực hiện trong tương lai. Nếu bạn muốn nhanh chóng thoát khỏi cô đơn thì bạn cần phải mở rộng mối quan hệ của mình, có thể chủ động tìm kiếm chứ đừng thụ động ngồi một chỗ chờ đợi. Bạn đừng vội là nòng, hãy tham gia những bữa tiệc hay các buổi vui chơi cùng bạn bè để biết thêm và gặp gỡ được nhiều đối tượng mới, biết đâu trong số đó sẽ có những người phù hợp với mình. Nếu cung hoàng đạo này đang yêu thì sẽ có một tháng tràn đầy hạnh phúc với những lời nói yêu thương cùng với những buổi hẹn hò lãng mạn. Tình yêu của bạn ngày càng nồng nàn và sâu đậm, vì thế thì hãy cố gắng vun đắp, cũng như luôn hầm nóng mối quan hệ của mình bằng những cách riêng nhé. Cảm ơn tất cả các bạn đã quan tâm theo dõi. Hãy để lại cho chúng tôi một like, một đăng ký để có thể xem video mới nhất mỗi ngày.